Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Một mình Tuấn Anh đây. Và đây là MC Thân Quen. Đúng rồi, đây chính là MC Thân Quen, người thì Thanh Nhàn. Vâng, chúng tôi đã quay lại sự kiện bán hàng online tiếp tiếp rồi. Vâng, mọi người nhớ like nhé. Like, nhớ like nhé. Và đừng quên bình luận dưới nhé nhé. Để tiếp theo em nói okay. nha. Ok. Bây giờ đến cô Thanh Nhàn đây. Vâng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhàn đây. Hôm nay mình tiếp tục kêu Zalo là mấy thứ này là bán ngày quê hương. Má. Bây giờ chúng tôi hẹn gặp lại sau nhá, khi chúng tôi chuẩn bị xong. Em lại cái nít. Từ. Lại cái nít. Các bạn ơi, thấy cái này là cái gì không hả? Đây là 5 triệu đồng đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, biết thằng Tuấn Anh là cái thằng Tuấn Anh này. Không. Tiền anh chế, em kiếm nước anh nó chế xong rồi cho anh thay. Không nhấp. Rồi, ok nha. Vâng, cô Thanh Nhàn bán nào nữa tiếp đi. Vâng. Yeah. Ok, đang là số cùng. Má. Vậy thôi, chúng tôi kết thúc nhé.